Chiều ngày 7 tháng 8, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phạm Duy Hùng, chủ quán karaoke Acid tại quận Cầu Giấy, 10 năm tù về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bị cáo Hùng bồi thường cho gia đình của 3 nạn nhân, mỗi gia đình 230 triệu đồng. Theo bản án, tháng 3 năm 2018, bị cáo Hùng mua lại cơ sở kinh doanh karaoke Isis tại số nhà 231 phố Quang Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Lúc đó, quán đã được cấp phép hoạt động kinh doanh với 6 tầng và 1 tum. Đến tháng 2 năm 2022, Hùng muốn tăng doanh thu nên thuê người cơi nới thêm tầng 7 để mở thêm 2 phòng. Hùng cho thiết kế, lắp cách âm và lắp đặt hệ thống điện cho phòng cơi nới, nhưng không thông báo với cơ quan chức năng. Từ ngày 1 tháng 5 năm 2022, Hùng biết quán phải thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu phòng cháy chữa cháy mới đủ điều kiện hoạt động. Tuy nhiên, bị cáo vẫn lén lút tổ chức đón khách, dù hồ sơ cấp phép chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Ngày 1 tháng 8 năm 2022, quán karaoke Isis xảy ra cháy. Trong lúc Trung tá Đặng Anh Quân, đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Cầu Giấy, Trung úy Đỗ Đức Việt và chiến sĩ nghĩa vụ Nguyễn Đình Phúc tìm cách chữa cháy, đám vật liệu bất ngờ rơi xuống chặn cầu thang, bịt lối thoát, khiến 3 người bị mắc kẹt và tử vong.